ở cuộc sống tấp nập ngoài kia. Khi bạn ngã, chưa chắc đã có một bàn tay nâng bạn dậy. Bạn có thể vấp ngã, nhưng hãy tự đứng dậy và bước tiếp. Bạn có thể vấp ngã, chứ đừng bao giờ gục ngã. Chúng ta ai cũng mang trên vai đủ thứ trách nhiệm. Càng nhiều tuổi thì trách nhiệm càng cao. Khi đó, chúng ta không còn sống cho riêng mình, mà sẽ có nhiều thứ phải chăm lo. Vì thế, đừng bao giờ để bản thân gục ngã. Khi thấy mệt, hãy bước chậm lại, nghỉ ngơi một chút, chứ đừng bao giờ dừng lại. Bài viết sau đây sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để đối mặt với những khó khăn. Mỗi một người đến với cuộc sống đều mang trong mình một trách nhiệm. Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng bị ràng buộc bởi trách nhiệm, để rồi đánh mất những khoảnh khắc tận hưởng niềm vui mà cuộc sống mang lại. Khi 10 tuổi, chúng ta có thể vô tư cười nói, không cần lo lắng về những mộng ước trong tương lai. Nhưng hiển nhiên, ở tuổi này, ai cũng phải hoàn thành trách nhiệm, học lễ, học văn. Khi 17 tuổi, chúng ta đã bắt đầu phải lo lắng cho cuộc đời mình. Tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất của mọi người, là độ tuổi có thể nhìn nhận cuộc sống khách quan nhất, và cũng là độ tuổi chúng ta học cách đưa ra quyết định cho tương lai và chịu trách nhiệm về nó. Ở độ tuổi này, nhiệm vụ của bạn là chọn đường đi cho mình, thi đại học, đi học nghề, phát triển năng khiếu, bồi dưỡng kỹ năng. Mỗi một quyết định bạn đưa ra ở tuổi 17 đều có thể khiến cuộc đời của bạn rẽ sang một con đường mới và đầy chông gai. Khi 27 tuổi, khi mà những gánh nặng của cuộc sống đặt lên vai bạn hằng hà những vấn đề về tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, tất cả những mối lo này sẽ khiến bạn mệt mỏi và chùn bước trên con đường trách nhiệm. Bạn sẽ muốn buông bỏ, sẽ thấy bất lực. Nhưng suy cho cùng, bạn vẫn phải hoàn thành những việc rắc rối này, như việc phải hoàn thành bài tập trước khi đến lớp. Người ta thường nói rằng, trưởng thành là một con đường đầy chông gai. Vì sao vậy? Phải chăng vì người lớn khó hiểu? Phải chăng vì cuộc sống vô thường vạn biến? Vốn dĩ việc trưởng thành khiến chúng ta mệt mỏi là do trách nhiệm trên đôi vai quá lớn mà bạn lại không đủ tin tưởng bản thân mình có thể gánh vác được. Có thể hoặc chưa, bạn đã muốn buông bỏ bản thân, gạt đi những áp lực cuộc sống. Như một suy nghĩ song hành, một mặt muốn buông bỏ, một mặt lại muốn tiếp tục. Tất cả cứ lẩn quẩn trong tâm trí của chúng ta, tựa như con đường mòn của suy nghĩ, của hành động. Những lúc như thế, hãy ngẩng đầu lên bầu trời rộng lớn và hít thở thật sâu. Bạn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm, nhưng bạn vẫn phải biết bản thân mình là ai, bạn cố gắng vì điều gì. Cuộc sống là chuỗi ngày tháng nối tiếp nhau. Có những ngày mưa, có những ngày nắng. Đi qua những ngày âm u sẽ là những ngày đẹp trời. Hãy cứ tin tưởng ở năng lực của bản thân, trách nhiệm của mình thì phải do bản thân mình hoàn thành. Nếu chỉ vì chút mệt mỏi mà gục ngã, như vậy bạn sẽ có lỗi với sự cố gắng của bản thân đã bỏ ra trong cả một quá trình dài. Ai sinh ra cũng có những trách nhiệm của riêng mình. Đâu chỉ riêng bạn, đâu chỉ riêng tôi. Hãy nhớ, đừng bao giờ để bản thân gục ngã giữa cuộc đời. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.